Vâng, như vậy là buổi trưa hôm nay chúng ta đã dự được một cái buổi hội thảo về vấn đề chọn lựa các cái định hướng về điều trị hen, kiểm soát hen, có thể lựa chọn bằng cái luồng số 1 hoặc là lựa chọn luồng số 2 để phù hợp nhất với người bệnh chúng ta. Thì chúng ta có thể nhắc lại một lần nữa là cái luồng thứ nhất, tức là lựa chọn điều trị ưu tiên với các thuốc kiểm soát và cắt cơn như ICS và formoterol thì giúp giảm nhanh cái nguy cơ kịch phát so với lại chúng ta sử dụng SABA. Ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là SABA là dùng để cắt cơn, nhưng mà nếu chúng ta sử dụng ICS và formoterol với cái liệu pháp SMART đấy thì là hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu là vừa kiểm soát và vừa là cắt cơn, rất là phù hợp. Chỗ này chúng ta cũng nhấn mạnh là những người bệnh cần phải có một cái kỹ năng, cũng cần có phải cần kiến thức và có thể thực hành tốt thì chúng ta mới có thể làm được theo cái luồng số 1. Cái luồng số 2 đấy là lựa chọn điều trị thay thế với những cái thuốc cắt cơn, đấy chính là SABA, chứ không sử dụng cái ICS và formoterol. Có thể là vì rằng nó không sẵn có hoặc là người ta ưa dùng, thì ở đây đấy, chỉ lựa chọn SABA nếu như mà ICS formoterol mà không có sẵn, tức là chúng ta sử dụng cái ICS là ba khác, hoặc là bệnh nhân người ta thích dùng cái phần SABA. Và ở đấy thì chỉ khi nào mà bệnh nhân mà có những cái tiền sử đợt kịch phát, đồng thời nếu mà lựa chọn cắt cơn SABA thì phải đánh giá sự tuân thủ người bệnh đối với cái thuốc điều trị duy trì để mà tránh cái tình trạng bệnh nhân có thể lạm dụng SABA. Về tránh lạm dụng SABA ở trong cái thứ hai, đây tôi muốn nói một cách ngắn gọn dễ hiểu hơn đấy, là cái luồng thứ hai, tức là người bệnh là sử dụng cái liều kiểm soát là liều hoàn toàn là cố định, và chỉ khi nào có cơn cần cắt cơn thì dùng SABA. Thì đây là hai cái lựa chọn mà chúng ta cũng đã trao đổi rất là nhiều lần lần trước, nhưng lần này thì Gina đã cho chúng ta một cái nó cụ thể hơn, và qua những cái bằng chứng nghiên cứu cũng như bằng chứng trong thực tiễn, và thầy Hồi với thầy Đức với lại cô Chi vừa mới trao đổi trong cái phần thảo luận của chúng ta. Xin được cảm ơn công ty AstraZeneca một lần nữa đã cho chúng ta một cái môi trường để có thể thảo luận, một cái forum để chúng ta có thể bàn luận những vấn đề thực hành. Cảm ơn các thầy, các cô đã báo cáo trong buổi hôm nay rất là cụ thể và rất là hữu ích. Và cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành, đã tham gia và quan tâm đến vấn đề kiểm soát hen. Đặc biệt là mong rằng các bạn sẽ truyền tải những kiến thức và những các cái thu thập những kinh nghiệm ngày hôm nay vào trong cái thực hành để kiểm soát hen thật tốt ở trong bệnh nhân của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn, chúng ta kết thúc hội nghị ngày hôm nay.